Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với SNews. Để có thể cập nhật mọi thông tin trong ngày một cách nhanh nhất, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cho chúng mình. Sau khi chính thức trở thành quán quân rap Việt mùa thứ 2, Xì Chèn đã có những lời chia sẻ chính thức đầu tiên của mình. Anh cho biết chiếc cúp này là của mọi người và anh chỉ là người được chọn. Tối ngày 26 tháng 1, đêm chung kết và lễ trao giải của chương trình Rap Việt mùa thứ 2 đã diễn ra trong sự háo hức của đông đảo khán giả. Tám chiến binh của các đội đã tạo nên thế trận ngang tài ngang sức, cùng nhau mang đến những phần trình diễn máu lửa trước khi đi đến khoảnh khắc công bố quyết định cuối cùng. Kết quả chung cuộc thì chỉ có một quán quân, một á quân và 6 giải đồng. Với công thức tính điểm theo tỷ lệ điểm giám khảo, huấn luyện viên của chương trình chiếm 40% và 60% còn lại là bình chọn của khán giả, tổng điểm của các thí sinh khá sát sao. Kết quả chung cuộc, quán quân Xì Chèn có tổng tỷ lệ bình chọn là 37%. Á quân của chương trình chính là Blackca đội Huawei với tổng số phiếu chiếm 26%. Như vậy, cuộc đua chinh phục ngôi vị quán quân rap Việt đã trải qua gần 3 tháng đã đi đến hồi kết. Sức nóng của chương trình cũng không chỉ đến từ các huấn luyện viên và ban giám khảo mà còn là sự hấp dẫn ở các màn trình diễn của thí sinh. Ngay khi kết thúc chương trình, quán quân Á quân đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện với truyền thông. Xì Chèn cho biết anh vỡ òa cảm xúc và lập tức ôm lấy Blackca bật khóc khi có kết quả. Trong khi đó, Blackca tâm sự anh thanh thản khi hoàn thành các phần thi của mình. Học trò Huawei nhận định Xì Chèn có chiến thắng xứng đáng bởi đã làm việc chăm chỉ. Riêng với huấn luyện viên Carrick cho hay, em cảm thấy hạnh phúc cho Xì Chèn, bản thân em và những người còn lại trong team Carrick. Cảm thấy thương các thí sinh vì đã trải qua một hành trình rất cam go, đằng sau những tiếng cười và tiết mục trên sân khấu, thì đó là điều cố gắng hết mình của tất cả mọi người. Với Xì Chèn, anh một lần nữa khẳng định, em là người may mắn vì đã được các khán giả và anh chị yêu quý. Em nghĩ chiếc cúp này là của mọi người và em chỉ là người được chọn. Với chiếc cúp này, khi ngày Tết cận kề là món quà lớn nhất của em mang về cho mẹ. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho SNews.